Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã và đang hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình bị mất nhà cửa do lũ bão gây ra. Điều này không chỉ động viên kịp thời để những hộ nghèo, gia đình quân nhân có điều kiện vươn lên, mà còn góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân. Gia đình anh Quang Văn Hòa, bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên bị thiệt hại nặng nề về tài sản và sản xuất trong trận lũ bão vừa qua. Cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng khốn khó, chật vật hơn. Để giúp gia đình anh Hòa sớm ổn định cuộc sống, từ kinh phí của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công lao động làm nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn xây dựng, ngôi nhà mới vững chắc kiên cố cơ bản đã được hoàn thành trước niềm vui khôn tả của gia đình. Gia đình tôi là cũng là rất vui, các cấp các ngành, các ban chức đã hỗ trợ và đỡ về nhân công thì cũng là được bên quân đội được hỗ trợ giúp đỡ về nhân công thì gia đình tôi cũng giảm bớt được một phần chi phí, được cái nhà mới rồi thì là vợ chồng gia đình tôi là có thời gian để du tâm làm ăn để sản xuất kinh tế trong gia đình. Gia đình chị Lù Thị Bình, bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, phải di rời để đảm bảo an toàn. Sau khi bố trí được quỹ đất, gia đình chị Bình đã vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, anh em họ hàng và nhất là được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng. Đây chính là động lực lớn để gia đình chị nỗ lực làm nhà để an cư lạc nghiệp. Gia đình của em xây nhà này dự kiến là xây hết 200 ạ. Ngoài được hỗ trợ 50 triệu là gia đình thêm vào vay anh em họ hàng là 160 triệu ạ. Mới đi làm nương giấy, gia đình tôi tích góp để trả nợ. Đây chỉ là hai trong số 71 hộ gia đình tại xã Mường Pồn bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vừa qua được Bộ Quốc phòng hỗ trợ làm nhà để ổn định cuộc sống lâu dài. Do chưa bố trí được quỹ đất xây dựng nên hiện mới chỉ có 8 hộ gia đình làm nhà. Để giúp bà con nhân dân đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng giúp về ngày công lao động. Tôi cũng đã huy động tối đa cái quân số để hỗ trợ bà con làm sao đạt hiệu quả nhất cái công việc để cho bà con có ngôi nhà mới để ở, hỗ trợ những cái ngày công ví dụ là vận chuyển những cái vật liệu để thiết yếu để mình xây dựng hoặc là hỗ trợ những bà con thuộc cái diện di rời là gỡ nhà, ví dụ là tháo vận chuyển gỗ để đi đặt chỗ an toàn. Về huy động lực lượng thì cơ bản chúng tôi huy động tối đa lực lượng để giúp đỡ bà con nhân dân làm sao để bà con sớm ổn định cuộc sống, hoàn thiện nhà ở để tiếp tục sản xuất, phối kết hợp giúp đỡ của bà con nhân dân về nơi ăn chốn ở cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với bà con dân bản là cơ bản là công việc đều thuận lợi. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ bố trí và điều chỉnh lực lượng cho phù hợp với sở trường của từng chiến sĩ để giúp nhà dân có thể nhà này xây, nhà này chát, nhà kia chát thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lực lượng để nhà dân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Trên cơ sở hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ trên địa bàn, người dân được thụ hưởng sẽ thiết kế xây dựng sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn tài chính của gia đình mà không dựa theo mẫu nhà nhất định. Điều này đã tạo được sự phấn khởi trong bà con nhân dân. Như thế là cái lực lượng đang thực hiện ở giúp đỡ làm nhà cho bà con ở Mường Pồn ấy thì có lực lượng thường trực là có trung đoàn 741 của Bộ Chỉ huy tỉnh và có lực lượng dân quân của xã của huyện tham gia và có lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy huyện là phối hợp cùng với lại các lực lượng và gia đình để xây dựng nhà. Bộ Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ 71 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với đó là hỗ trợ về nhân lực. Thì hiện nay để bảo đảm
mà được các cái điều kiện xây dựng ấy, thì trước mắt là làm 8 nhà, còn 63 nhà nữa thì từng bước sẽ triển khai, phấn đấu là đến cuối năm nay, đầu sang năm là sẽ hoàn thiện để bà con là ổn định cái cuộc sống. Ngoài hỗ trợ bà con xã Mường Pồn làm nhà, từ các nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên hiện còn đang hỗ trợ 11 hộ gia đình khác trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn làm nhà. Cụ thể, 3 nhà đại đoàn kết do Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ, mỗi nhà 50 triệu đồng. 2 gia đình chính sách được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hỗ trợ, mỗi gia đình được 80 triệu đồng. 6 nhà nghĩa tình quân dân được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, mỗi gia đình 80 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà mới được xây dựng đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình khó khăn. Việc làm này cũng minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Gia đình ông Lường Văn Biến, bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Là hộ nghèo của xã, thế nên căn nhà nhỏ xuống cấp từ lâu của gia đình cũng không có điều kiện tu sửa lại. Sau khi được Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí trên, cộng với sự giúp đỡ của con cháu trong gia đình và nguồn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ông Biến đã quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới. Tuy còn nợ nhiều, nhưng làm được ngôi nhà mới ở tuổi xế chiều, ông Biến không giấu được sự phấn khởi và hạnh phúc. Nhà gối, thế là bị gió nhiều, thế là bị gãy đi. Đấy, thế là gãy đi, thế các cháu thì mới bảo các cháu đã đi làm như thế. Thế kiếm được ít tiền, thế còn lại thì muốn để làm nhà, bên quân đội nó ủng hộ gia đình. Thế là anh ấy là 50 triệu. Thế là anh mới dồn số tiền kia lại. Không bảo các cháu đi làm đi thế giả dân nữa đâu. Mới làm chức trách làm. Không làm thì không có ở nhà mà ở chứ. Bắt đầu Ban Chỉ huy Quân sự, xong đến thôn bản, ban ngành đoàn thể thì ra là bắt đầu hỗ trợ ngày công. Còn tần nông thì thật ra cũng gây khó khăn thì cũng giúp bằng công. Đến nay công trình như thế này thì cũng gần gần hoàn thành. Và cũng chúng tôi cũng mừng đấy, bởi vì nhà cũng chắc rất khó khăn. Xong là nhà đổ xong là cột tre, cột gỗ ấy. Thì đến bây giờ chúng tôi thì cũng một cái nhà, ông có công như thế chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ thôi. Còn đây là ngôi nhà mới được tu sửa lại của Đại úy Nguyễn Hữu Cường, đang công tác tại Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Đại úy Cường điều trị tai biến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên từ nhiều tháng nay. Trong khi đó, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định. Sau khi Trung đoàn 741 ra soát xác minh hoàn cảnh, Đại úy Cường đã được hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa với số tiền 80 triệu đồng của Bộ Quốc phòng. Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đơn vị đối với gia đình quân nhân, đồng thời động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong cái khoảng thời gian đó thì đơn vị vẫn liên tục là gửi lời hỏi thăm, đấy, động viên đến bản thân em và đến gia đình em. Đặc biệt là cái hành động mà đơn vị đã làm với gia đình em đó là hỗ trợ nhà em từ mặt tinh thần, thêm cả một phần về kinh tế trong lúc nhà gia đình em khó khăn. Hết sức bất ngờ, nó gọi là bất ngờ bởi vì em không ngờ là không nghĩ được là đơn vị lại có sự quan tâm, là có thể nói là gần như là đặc biệt với đến với gia đình em như thế. Đó cũng là cái động lực mà giúp em gọi là phấn đấu thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khi mà em tham gia nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 219 nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân dân cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình bị mất nhà do mưa lũ gây ra, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 15 tỷ đồng. Mặc dù thời gian gấp, số lượng làm nhà nhiều, song với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đến nay đã hoàn thành 119 nhà. Số nhà còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Trong quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 6.500 ngày công lao động giúp các gia đình thi công xây dựng. Những ngôi nhà mới được hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, phù hợp với nguyện vọng của gia đình và phong tục tập quán của địa phương,
đó sẽ là động lực lớn để những hộ gia đình nghèo, gia đình quân nhân sớm an cư, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã kết nối kêu gọi các mạnh thường quân tổ chức nhiều việc thiện nguyện hướng về cộng đồng xã hội. Việc làm đó để kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ hiện có gần 250 em học sinh, trong đó có gần 100 em học sinh ở bán trú. Nhiều em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Sau khi tìm hiểu, Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ quần áo ấm, sách vở, chăn màn và gạo cho học sinh ở bán trú. Để thực hiện được những hoạt động từ thiện đó, Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Thanh đã tích cực kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua mạng xã hội để ủng hộ về vật chất và cả tinh thần cho học sinh nhà trường. Thứ nhất là dịp đầu năm học cũng như là Tết đến xuân về, thì các hội viên trong đoàn Chữ Thập Đỏ phường Tân Thanh cũng vào trao tặng sách vở, quần áo, và đặc biệt là vào mùa đông, chuyển sang mùa đông thì cũng có những món quà, ví dụ như là chăn ấm tặng cho các con học sinh nội trú, ngoại trú ăn nghỉ tại trường. Và với học sinh ăn nghỉ tại trường đây thì lại là hoàn toàn do cái quỹ dự án nuôi em hỗ trợ cho các con thôi, cũng rất là khó khăn cho các con, nên là đoàn cũng năm cũng đã vào trao tặng chăn ấm cho các con. Đầu năm thì có sách vở, sự động viên chia sẻ cái khó khăn với nhà trường cũng đã giúp thầy trò nhà trường có cái động lực, các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khó khăn có được cái động lực khích lệ các em cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, và giúp nhà trường bớt đi những cái khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thành, tổ dân phố 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, năm nay đã gần 75 tuổi, nhưng rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo của hội. Ngoài kết nối kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm giúp đỡ những em học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì bà Thành còn trực tiếp đi xin quần áo đã qua sử dụng của bà con trong tổ, trong phường, sau đó về giặt rũ sạch sẽ, phân loại và đóng túi cẩn thận. Không chỉ có vậy, để có thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động từ thiện, bà Thành còn thường xuyên đi thu gom phế liệu, bán lấy tiền để hỗ trợ giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, bệnh tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mình bây giờ thì sức khỏe yếu rồi, thế nhưng mà nương lậu thì cũng không có, nói thực là như thế. Thế nhưng mà cứ nghĩ đến các cháu là nó khổ như thế thì thôi, cứ tranh thủ là cứ đi xin các những cái gia đình ở trong phố, ngoài phố, thậm chí còn xin cả Thay Bình rồi ở Tam Đường gửi về đấy. Là ngày đêm là cứ là đi, xong là quần áo bẩn thì giặt, thế xong về gấp nhặt cái rác rồi về chai lọ bán này, không lấy tiền đi mua túi bóng, về là cứ giặt đi xong cho vào túi từng bộ, mẫu giáo rồi mẫu giáo này, xong là tiểu học ra tiểu học, riêng từng loại người lớn là người lớn, làm cho thật sạch sẽ, đơm từng những cái cúc cái vào cho các cháu, mà giữa mình trao cho người ta nhận nó phải vui, thì mình mới thấy phấn khởi mà. Với tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động bám sát cơ sở, tìm hiểu các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, đồng thời chủ động tìm các nguồn lực giúp đỡ. Trong năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã tổ chức nhiều đợt đi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở những địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây chính là động lực để những hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống gia đình. Thì để làm được cái công việc thiện nguyện và mang tính chất là có tâm huyết như thế thì thường xuyên là chúng tôi sẽ là lấy những cái hình ảnh của cái thực tế của cái trường đó, hoặc là các cái hộ gia đình và có các cái em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là chúng tôi kêu gọi kết nối với các cái tỉnh thành và các cái nhà máy, các cái công ty doanh nghiệp và các cái gia đình mà người ta luôn luôn có cái tâm nhân đạo, thì thường xuyên là ủng hộ và đồng tình đồng hành cho chúng tôi. Và khi đã kết nối được thì chúng tôi có những cái địa điểm tin cậy, có những con người yêu thương, có những cái nơi chia sẻ, là chúng tôi thường xuyên làm, không phải là chúng tôi làm theo một lúc nào đó, mà chúng tôi thường xuyên là làm theo hàng năm, hàng quý và hàng kỳ. Trong quá trình làm thì thực ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về cái phương tiện vận chuyển, là cái khó khăn đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là để mà kịp thời
thì cũng phải là qua một cái quá trình phải sắp xếp thời gian, sắp xếp lịch trình đi nó như thế nào thì cũng mới có thể đến nơi. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ các địa chỉ nhân đạo để kết nối vận động các cơ quan tổ chức nhà hảo tâm đăng ký trợ giúp. Đối tượng của cuộc vận động hướng nhiều vào người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng những cách làm đó, các cấp hội đã vận động phối hợp và trợ giúp được trên 50.000 người với số tiền hơn 21 tỷ đồng. Nhiều địa chỉ sau khi được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Nhiều học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục được đến trường. Trong những thời gian qua, thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng đã kêu gọi vận động và hỗ trợ thiết thực cho các gia đình phát triển sinh kế gia đình, ví dụ như là hỗ trợ trâu, ví dụ như là hỗ trợ bò. Và ngoài ra thì còn vận động hỗ trợ để tu sửa nhà cửa cho các gia đình hộ nghèo cũng như là gia đình chính sách. Trong những năm qua, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã và đang có nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa thiết thực nhằm quan tâm giúp đỡ kịp thời cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Điều này đã giúp cho họ yên tâm hơn trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Chị Lò Thị Thanh, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Con trai chị bị bệnh tan máu bẩm sinh nên phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để truyền máu hàng tháng. Để có tiền đi lại thuốc thang cho con, chị Thanh đã phải vay mượn khắp nơi. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ hai mẹ con chị 2 suất ăn mỗi ngày. Những suất ăn đó không chỉ giúp chị Thanh giảm bớt khó khăn về kinh tế, đảm bảo dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng với người bệnh. Đi khám, thế là mới phát hiện là lên trên tỉnh này là phát hiện cháu là thiếu máu. Thế là mới mang lên trên này truyền cho cháu. Khó khăn lắm chứ. Cứ chật vật, tháng nào cũng phải kiếm từng đồng từng xu một để đưa cháu lên truyền. Nếu mà tháng nào không lên truyền thì cháu bảo là mẹ ơi con sắp chết rồi, con hết máu rồi, thế thương lắm. Tôi lên viện để hỗ trợ suất ăn thế này là phấn khởi lắm, vớt đi phần nào tiền ăn mỗi ngày ạ. Tôi cảm thấy là rất phấn khởi và rất cảm ơn các bệnh viện, các nhà hảo tâm. Từ đầu năm đến nay, Phòng Công tác Xã hội còn kết nối kêu gọi hỗ trợ cho hơn 2.300 lượt bệnh nhân với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ chuyển tuyến cho 122 bệnh nhân, ủng hộ bệnh nhân qua tài khoản và hòm từ thiện tại bệnh viện được hơn 68 tỷ đồng. Các Phật tử chùa Linh Sơn hỗ trợ và duy trì thực hiện nồi cháo nhân ái, phát cháo sáng miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Quỹ Hy vọng hỗ trợ hơn 530 lượt bệnh nhân nghèo với hơn 2.300 suất cơm miễn phí với trị giá hơn 72 triệu đồng. Do nhận thức còn nhiều hạn chế, thế nên đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều bệnh nhân nghèo đi viện không lo đủ 3 bữa ăn, nói gì đến việc chi trả viện phí điều trị, nhất là những bệnh nặng, bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Những hoạt động nghĩa tình này thực sự đã và đang giúp bệnh nhân giảm bớt khó khăn, động viên họ có thêm niềm tin, động lực chiến đấu với bệnh tật. Từ khi mà có cái phòng xã hội, cán bộ chúng tôi ấy, thì là cũng được là phòng hỗ trợ rất là nhiều, kết nối với các mạnh thường quân để mà họ có những cái giúp đỡ cho bệnh nhân, ví dụ như là họ đến để họ quyên góp tiền để cho bệnh nhân có tiền viện phí này, hoặc là tiền để chuyển tuyến. Thông qua phòng công tác xã hội với các tổ chức từ thiện ở bên ngoài, thì bệnh viện đã kêu gọi đưa bệnh nhân chuyển tuyến về tuyến trung ương. Cái việc đấy thì giảm được cái chi phí tiền vận chuyển bệnh nhân. Nếu mà không sử dụng những chuyến xe từ thiện này, thì sẽ gia đình bệnh nhân sẽ phải tự chi trả cái chi phí tiền vận chuyển từ bệnh viện đa khoa mà về tuyến trung ương. Nhiều và còn rất nhiều những chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực đang được các đơn vị tổ chức, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đồng hành hỗ trợ những hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã và đang thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội với những đối tượng yếu thế, giúp họ có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống lâu dài. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Truyền hình Nhân Đạo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.